Nếu đã quay phim thì nhất định nên có một cái cây để mà rig thiết bị. Trừ những anh em ưu tiên cái sự tiện lợi, gọn nhẹ thì đôi khi chỉ cần một camera, một microphone thế là đủ quay, và đôi khi chỉ cần một cái camera. Còn bình thường khi mà quay phim thì nhất định là sẽ phát sinh rất là nhiều thứ cần gắn lên cái camera. Nếu như anh em dùng những cái gimbal hỗ trợ gắn dọc, ví dụ như Moza Aircross 2 thì Cái gimbal đầu tiên dành cho máy ảnh mà có thể chỉnh dọc được rất là dễ dàng bằng cách là thay đổi chiều của cái tấm LED này. Cực kỳ phù hợp dành cho anh em nào mà hay quay mod dọc á, để đăng mạng xã hội Instagram hay là Facebook. Còn nếu mà anh em không dùng Moza Aircross 2 thì xung quanh cái rig này đều hỗ trợ cái ốc 1/4 inch, cho nên bạn có thể gắn cái LED vào bên hông và đặt dọc xỏ vào trong gimbal. Thế là chúng ta có một cái camera có thể gắn dọc được vào gimbal hoặc là chân máy ảnh nữa. Top hand chính là những cái thiết bị để gắn lên trên cái rig, gắn phía bên trên. Điều này thay đổi rất là nhiều cái thao tác. Thay vì chúng ta đỡ và chúng ta sử dụng cơ bắp để mà đẩy lên thì lúc này chúng ta chỉ có một thao tác treo thôi. Và cái việc top hand này nó sẽ giúp cho chúng ta đỡ mỏi rất là nhiều. Và top hand này nó bổ trợ những cái động tác quay góc thấp á, rất là dễ dàng luôn. Thêm nữa là mình có thể gắn cái microphone vào cái top hand để nối dài ra. Và khi mà microphone nó di chuyển từ đây ra đây thì nó gần hơn một đoạn. Và khi gần hơn thì cái âm thanh nó sẽ to hơn một chút xíu, và nó cũng cải thiện luôn cái chất lượng âm thanh thu vào. Tầm quan trọng của màn hình rời thì mình đã nói ở clip trước rồi. Và thực ra đối với những camera bình thường thì camera nào cũng có thể gắn được cái màn hình này lên cả. Nhưng vậy còn microphone thì gắn vào đâu? Vậy nên mà màn hình á thì chắc chắn phải có thêm một cái dây. Và khi mà sử dụng thông thường camera bây giờ càng ngày càng nhỏ gọn và nó sẽ sử dụng những cái đầu micro HDMI như thế này. Khi mà gắn dây HDMI thì cái việc lỏng lẻo như thế này nó rất là nguy hiểm, bởi vì chạm vào một phát thì nó rất là dễ gãy cái đầu này. Cho nên Small Rig đã sản xuất lên một cái kẹp dây để chúng ta có thể kẹp cái dây này vào và cố định, giảm thiểu cái khả năng là quẹt vô và cố định lại, thì tất nhiên là nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều đối với cái cổng HDMI của chúng ta. Và trong những cái trường hợp mà bạn cần có thêm một cái nguồn sáng để gắn theo máy quay để quay những cái chủ thể ở gần, thì chắc chắn là một cái đèn sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều trong cái việc quay phim. Và chỉ với một cái Magic Arm như thế này, Magic Arm là cái mà cho chúng ta phép tùy chỉnh cái góc độ rất tốt, và đó là một cái tay càng. Arm có nghĩa là cánh tay á, nó giống như là một cái cánh tay ma thuật, khóa lại là cứng, mở ra là mềm. Wow. Ơ thế còn microphone thì gắn đâu nhỉ? Đây có một cái hot shoe nhưng mà bị cấn mất rồi. Một á, chúng ta có thể bẻ cái small rig này qua bên hông để mà gắn cái micro shotgun lên đây. Hai á, là chúng ta có thể sử dụng một cái kẹp microphone như thế này. Tất nhiên là tùy vào cái loại microphone của anh em mua một cái kẹp cho phù hợp nhé. Cái này chỉ dành cho những cái shotgun để kẹp vào đây thôi. Và anh em có thể gắn vào bên hông như thế này, sau đó kẹp cái micro shotgun vào bên này. Rất là thoải mái trong cái việc tùy chỉnh và lắp ráp. Nó giống như chơi Lego vậy, anh em không ráp chỗ này thì ráp chỗ kia, anh em lắp thoải mái, sáng tạo thoải mái luôn. Rất là sướng. Một cái điểm mà mình thấy hay nữa là chúng ta có thể kẹp những cái pin dự phòng vào để sử dụng cho những cái camera nào mà có thể sạc trực tiếp vô trong cổng USB ấy. Ví dụ như là những cam Sony hay là cam Lumix. Mình không nhớ rõ là cam nào mà có thể sạc được trực tiếp, nhưng nếu mà camera mà có thể sạc trực tiếp ấy, thì chúng ta có thể kẹp cái cục pin dự phòng. Thì Small Rig có sẵn những cái kẹp này luôn để chúng ta có thể kẹp sạc dự phòng, hay là một cái ổ cứng SSD dành cho những cái camera nào mà có thể quay trực tiếp vào ổ cứng SSD luôn á. Thì chúng ta có những cái kẹp như thế này. Nó có rất là nhiều cái lỗ ốc 1/4 inch để mà chúng ta có thể gắn thông qua một cái Magic Arm, hoặc là dùng những cái con ốc trực tiếp như thế này luôn để mà gắn trực tiếp lên trên cái rig luôn, bằng bên hông, phía trên hay là chỗ nào tùy thích.
em có thể gắn một cục pin dự phòng lên trên cái chỗ này, cấp nguồn vô trong máy ảnh luôn, rất là tiện lợi. Ngoài ra thì Small Rig nó có rất là nhiều tùy chọn, dành cho mỗi người nha, bởi vì mỗi người sử dụng một loại camera và một loại khác nhau. Thế nên em có thể tùy chọn, ví dụ như những cái Magic Arm nhỏ như thế này để gắn những cái thiết bị nhỏ và nhẹ, thì chúng ta có thể gắn lên bất kỳ đâu ở trên này, và chúng ta gắn thêm điện thoại hay là bất cứ thứ gì chúng ta muốn gắn thêm. Và khi mà bạn rig hết tất cả những cái thiết bị cần thiết lên trên cái camera thì nó sẽ giúp cho chúng ta làm việc thuận lợi và trôi chảy hơn rất là nhiều. Đó là lý do mà tại sao những người quay phim thường sẽ rig rất nhiều. Tất nhiên đây chỉ là một cái bộ rig siêu nhỏ thôi. Còn khi mà người ta dùng chuyên nghiệp thì người ta còn có những cái bộ thu phát tín hiệu hình ảnh không dây, hay là những bộ thu phát tín hiệu âm thanh không dây để mà chúng ta có thể truyền tín hiệu đi xa, và hay là những cái bộ rack focus để chúng ta có thể focus từ xa dành cho các camera khác. Thì chắc chắn bạn cần phải có một cái cây. Đầu tiên các bạn luôn luôn phải có một cái cây để mà rig các thứ lên. Và tất nhiên là mình biết rằng có rất là nhiều anh em làm dịch vụ và quay phim các thứ đến bây giờ cũng chẳng cần xài rig gì hết. Tuy nhiên rằng là nó là một cái lợi ích. Nếu mà anh em cần thì không biết là anh em nghĩ gì về cái rig này. Bản thân mình thì sau khi mình sử dụng thì đôi khi là mình chả cần màn hình, mình cũng không cần thêm cái kẹp micro, mình cũng không cần kẹp điện thoại hay gì cả, mà cái mình dùng nhiều nhất đó là cái đèn và cái top hand để mà mình di chuyển cho nó nhẹ. Và đó thực sự là một cái mà rất là quan trọng. Cho đến bây giờ khi mà mình sử dụng con XT4 và chưa có cây, và mình cảm thấy rất là khó chịu khi mà sử dụng không có cái khung cộng với là cái top hand như thế này, thực sự rất là khó chịu luôn. Cho nên bản thân mình khi mà sau một thời gian trải nghiệm, nếu mình mua một con camera nào mới thì chắc chắn 100% mình sẽ đi kiếm một cái khung rig này cộng với một cái top hand, chắc chắn 100% là như vậy. Còn anh em thì anh em nghĩ gì thì hãy bình luận phía bên dưới nha. Ok, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.